Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm ngày 6 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đoàn giám sát số 3 của Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó trưởng đoàn giám sát, trưởng đoàn công tác cùng các thành viên đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ban chỉ đạo thực hiện dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên, họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, xin ý kiến tham gia điều chỉnh bổ sung gói thầu số 4 thuộc dự án. Với nỗ lực tăng cường truyền thông tiết kiệm điện, sau một tháng thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, toàn tỉnh đã tiết kiệm được trên 3.000 kWh điện, tăng 9,57% so với cùng kỳ năm 2022. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn giám sát số 3 của Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó trưởng đoàn giám sát, trưởng đoàn công tác cùng các thành viên đoàn giám sát đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Làm việc với đoàn có các đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, với sự giúp đỡ hướng dẫn kịp thời của các bộ ngành trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện toàn tỉnh Điện Biên có 21 trên 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt gần 66% so với mục tiêu đến năm 2025. Có 120 thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39,68 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến năm 2022 còn 30,35%, giảm 4,55% so với năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn gần 45%, giảm 6,24% so với năm 2021. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị xem xét điều chỉnh nhiệm vụ thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Số xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn 45 xã giảm xuống còn 30 xã. Những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện một số dự án, tiểu dự án, nguyên nhân đến nay chưa có địa phương cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cho phép điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án, tiểu dự án. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án đảm bảo thống nhất. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thành Đô đã trả lời và làm rõ một số nội dung theo đề nghị của đoàn giám sát như tiến độ giải ngân, nhất là một số dự án vốn sự nghiệp, vấn đề lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tính khả thi thực hiện mục tiêu của chương trình từ nay đến cuối năm và hết giai đoạn, vướng mắc khó khăn trong bố trí vốn đối ứng, thực hiện các chương trình, tính khả thi trong huy động các nguồn vốn. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Thanh đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trong việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên cần bổ sung cách thức lồng ghép các nguồn vốn, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong việc phân cấp phân quyền. Tỉnh cần quan tâm triển khai các phương thức, cách thức hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo hiệu quả, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Nhân dịp này, đoàn giám sát số 3 của Quốc hội đã trao tặng 30 suất quà, trị giá mỗi suất quà 1 triệu đồng cho 30 hộ gia đình nghèo tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Trước đó, trong sáng nay, đoàn giám sát số 3 của Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó trưởng đoàn giám sát, trưởng đoàn công tác cùng các thành viên đoàn giám sát, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ A1. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước, sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy định chi tiết các hình thức giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Vư Á Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong 5 năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức trên 87.000 đoàn giám sát do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội chủ trì, tiến hành 60.000 cuộc bằng hình thức nghiên cứu xem xét văn bản của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện trên 144.000 cuộc giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng. Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan để góp ý kiến, phản biện vào trên 42.000 văn bản dự thảo, tổ chức trên 19.000 cuộc đối thoại trực tiếp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan tổ chức có văn bản được phản biện. Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh đã thành lập 21 đoàn giám sát, tham gia giám sát 65 cuộc. Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thành lập 105 đoàn giám sát, tham gia giám sát trên 100 cuộc. Mặt trận Tổ quốc cấp xã thành lập trên 600 đoàn giám sát, tham gia giám sát trên 1.100 cuộc. Cũng trong giai đoạn này, công tác phản biện xã hội đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm triển khai với tổng số 25 hội nghị phản biện, gửi 12 văn bản đến các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan để góp ý kiến phản biện. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 403, công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể hơn, chặt chẽ hơn, phát huy hiệu quả thiết thực, được cấp ủy chính quyền ghi nhận đánh giá cao. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp ngày càng được khẳng định, phát huy trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Cùng với kết quả đạt được, việc thực hiện nghị quyết liên tịch số 403 vẫn còn những hạn chế. Việc lựa chọn nội dung giám sát ở một số địa phương còn lúng túng, chất lượng giám sát còn hạn chế. Thực hiện giám sát theo hình thức nghiên cứu xem xét văn bản chưa được quan tâm. Việc theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát ở nhiều nơi chưa được chú trọng, dẫn đến việc kiến nghị một chiều hình thức. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội cần tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, pháp luật của nhà nước về giám sát, phản biện xã hội để làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền. Đồng thời, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ chuyên trách mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội. Chiều nay, Ban chỉ đạo thực hiện dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên đã họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, xin ý kiến tham gia điều chỉnh bổ sung gói thầu số 4 thuộc dự án. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo dự án chủ trì cuộc họp. Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên được chia thành hai hợp phần với các hạng mục như xây dựng 3 tuyến kè chống sạt lở hai bên bờ sông Nậm Rốm, mở rộng và nạo vét một số đoạn sông để tăng khả năng tiêu thoát lũ, xây dựng 2 đập dâng tại thượng lưu cầu C4. Đến thời điểm hiện tại, lũy kế kế hoạch vốn đã giao của dự án đạt gần 548 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là hơn 142 tỷ đồng, vốn nước ngoài là hơn 405,5 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân kế hoạch là hơn 147 tỷ đồng. Đối với hợp phần phi công trình đã hoàn thiện các báo cáo công tác đấu thầu, triển khai hoàn thiện kế hoạch hành động giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Phối hợp với các nhà thầu xây lắp lập kế hoạch quản lý môi trường và xã hội từng gói thầu. Đối với hợp phần công trình đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng 7 gói thầu thi công xây lắp, hoàn thành công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ địa chính. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án như tiến độ triển khai thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến việc khởi công các gói thầu gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch quản lý môi trường và xã hội dẫn đến kéo dài thời gian công tác chuẩn bị khởi công. Đồng thời, góp ý tham gia điều chỉnh bổ sung gói thầu số 4 thuộc dự án. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo dự án đề nghị các sở ban ngành liên quan quan tâm thực hiện dự án, tập trung thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh việc khởi công các gói thầu. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí nội dung bổ sung thiết kế gói thầu số 4 như bổ sung 25% diện tích khu dịch vụ nhằm mục đích phục vụ du khách, bổ sung nạo vét từ cầu Thanh Bình đến đập dâng hiện hữu,
chỉ đạo Ban Quản lý Dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện, phấn đấu hoàn thành một số hạng mục thuộc gói thầu số 4 trước lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiều nay, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra, xử lý sau thanh tra. Toàn ngành đã triển khai 47 cuộc thanh tra hành chính và 335 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quá trình xác minh, tiếp xúc, đối thoại đã giải thích vận động người dân chấp hành quyết định giải quyết của cơ quan nhà nước. Số lượng vụ việc rút đơn khiếu nại tố cáo chiếm tỷ lệ 40,6%. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai có hiệu quả. Công tác xây dựng ngành thanh tra được chú trọng, nhất là tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và bảo vệ bí mật nhà nước của công chức thanh tra. Công tác tổ chức, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành. Trong 6 tháng cuối năm, Thanh tra tỉnh tiếp tục bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung lực lượng để triển khai thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Trong đó quan tâm nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi. Đồng thời, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt việc kết luận sau thanh tra, tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, tiếp tục chú trọng đến công tác xây dựng ngành. Dịp này, Văn phòng Thanh tra tỉnh Điện Biên vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vì đã có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 6 tháng 7, huyện Mường Trà tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác. Hội nghị đã thảo luận đánh giá 14 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, trong đó 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong đó, tổng diện tích cây lương thực toàn huyện đạt trên 5.700 ha, sản lượng đạt trên 1.500 tấn. Tổng đàn gia súc của huyện đạt trên 46.000 con, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được kiểm soát. Hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 498 tỷ đồng, đạt trên 69,4% dự toán giao. Trong 6 tháng đầu năm, toàn đảng bộ đã kết nạp được 80 đảng viên, thành lập 10 chi bộ quân sự xã thị trấn. Thực hiện kiểm tra giám sát đối với 11 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Hội nghị đã thảo luận làm rõ những nguyên nhân tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục đối với một số lĩnh vực. Tiến độ triển khai dự án trồng cây mắc ca, một số mô hình sản xuất nông nghiệp mới như trồng khoai tây, bí đỏ, bí đao xanh, cà chua. Vấn đề cải cách thủ tục hành chính, công tác phát triển đảng viên ở cơ sở còn chậm. Hội nghị đã thống nhất các mục tiêu giải pháp trong 6 tháng cuối năm, trong đó tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, tăng cường kiểm tra giám sát tại các chi đảng bộ trực thuộc, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án và giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch, tập trung hoàn thành và vượt 14 chỉ tiêu được giao để hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Mường Trà 25 tháng 1 năm 1954, 25 tháng 1 năm 2024. Tiếp tục chương trình sơ kết cụm thi đua số 1, sáng nay đoàn công tác các đài phát thanh truyền hình các tỉnh khu vực Tây Bắc đã tổ chức buổi gặp mặt và tặng quà 16 gia đình chính sách, thân nhân người có công và hộ nghèo trên địa bàn xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé. Tại buổi gặp mặt và tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo, đoàn công tác đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, tình hình phát triển kinh tế, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thân nhân người có công, gia đình chính sách. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng địa phương và trở thành tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo. Nhân dịp này, đoàn đã trao 16 suất quà gồm tiền mặt trị giá 16 triệu đồng tặng gia đình chính sách, thân nhân người có công và hộ nghèo xã Xín Thầu. Cũng tại huyện Mường Nhé, đoàn đã đến thăm cột mốc số 0, nơi giáp danh Việt Nam với hai nước láng giềng là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Trung Quốc. Tại nơi địa đầu cực Tây thiêng liêng của Tổ quốc đã diễn ra lễ chào cờ với lòng tự hào, cảm xúc thiêng liêng của đoàn đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cụm thi đua số 1, các đài phát thanh và truyền hình các tỉnh khu vực Tây Bắc.
Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về công tác cán bộ, từ năm 2020 đến nay, huyện ủy Điện Biên Đông đã luân chuyển vị trí công tác 14 cán bộ quản lý. Trong tổng số 14 cán bộ quản lý được luân chuyển, có 7 đồng chí được luân chuyển từ huyện xuống xã, 1 đồng chí luân chuyển từ xã lên huyện và 6 cán bộ quản lý được luân chuyển giữa các xã với nhau. Quan điểm lựa chọn cán bộ luân chuyển điều động của huyện Điện Biên Đông là chọn đúng người, giao đúng việc. Thời gian qua, huyện ủy Điện Biên Đông đã chú trọng lựa chọn cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ cao, trong nguồn quy hoạch, có triển vọng, có chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí luân chuyển để thực hiện luân chuyển điều động. Qua đó đã kịp thời bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở, từng bước khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy chính quyền cơ sở. Cán bộ được luân chuyển đã nhanh chóng tiếp cận với điều kiện môi trường làm việc mới, phát huy được khả năng công tác và trách nhiệm của mình. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với nỗ lực tăng cường truyền thông tiết kiệm điện, sau một tháng thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, toàn tỉnh đã tiết kiệm được trên 3.000 kWh điện, tăng 9,57% so với cùng kỳ năm 2022. Trước tình hình khó khăn về nguồn cung cấp điện, để đảm bảo việc tiết kiệm điện, Công ty Điện lực Điện Biên đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định trên địa bàn. Việc đẩy mạnh tiết kiệm điện cũng được các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn tích cực thực hiện bằng các giải pháp như tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, tắt điện khi ra khỏi phòng, tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, tiết giảm bớt lượng điện chiếu sáng ở các khu vực công cộng, phòng làm việc, hạn chế sử dụng điều hòa. Bên cạnh đó, hệ thống đèn điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đều được điều chỉnh thời gian bật tắt để tiết kiệm điện. Những khu vực như công viên, khu vui chơi giải trí, nếu không thực sự cần thiết cũng được tắt sớm từ lúc 23 giờ. Sau một tháng triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, toàn tỉnh đã tiết kiệm được trên 3.000 kWh, góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện cho khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch trong năm 2023, xã Pom Lót, huyện Điện Biên sẽ về đích xã nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên đến thời điểm này, thời gian đến hết năm 2023 không còn nhiều, song hiện tại xã Pom Lót mới đạt 14 trên 19 tiêu chí. Hiện tại việc thực hiện các chỉ tiêu tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã gặp rất nhiều khó khăn. Phóng sự sau phản ánh về nội dung này. Năm 2017, sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Pom Lót là một trong những xã được huyện Điện Biên lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao mà đích đến là năm 2023. Tuy nhiên đến thời điểm này, xã mới chỉ hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí. Một trong những tiêu chí nông thôn mới nâng cao mà Pom Lót chưa đạt và hiện nay khó thực hiện là tiêu chí số 14 về y tế. Hiện tại đối với tiêu chí này, xã mới chỉ đạt 1 trên 4 chỉ tiêu của tiêu chí. Tiêu chí 14 thì chúng tôi đã đạt được 1 trên 4 tiêu chí đấy, còn 3 tiêu chí nữa chưa đạt được, như là tiêu chí 14.2 tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe, thì cái này thì chúng tôi cũng chưa đạt được, vì hiện tại là chúng tôi mới đang quản lý được cái số bệnh nhân là không lây nhiễm, còn những cái trường hợp khác là chúng tôi vẫn chưa làm được. Còn cái chỉ tiêu 14.3 về tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa ấy, thì là cái này đối với y tế thì chưa cài được cái phần mềm để làm cái chỉ tiêu này. Và cái chỉ tiêu 14.4 thì tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử. Cái này chúng tôi cũng chưa triển khai được, về cũng chưa có kinh phí để thực hiện. Ngoài tiêu chí số 14 về y tế, hiện tại xã Pom Lót vẫn còn 4 tiêu chí khác chưa đạt và rất khó hoàn thành trong năm nay do nhiều nguyên nhân. Cái khó khăn của chúng tôi đầu tiên là về tiêu chí về vấn đề tiêu chí số 2 về vấn đề giao thông. Thì báo cáo với các đồng chí là giao thông thì tỷ lệ cái một số tuyến đường thì chưa được bê tông hóa thì là vẫn còn. Tiếp theo là một cái tiêu chí rất khó khăn là tiêu chí thu nhập. Thì đối với nâng cao thì yêu cầu đặt ra là để đạt được nâng cao thì phải là 51 triệu đồng. Nhưng tuy nhiên bây giờ Pom Lót chúng tôi mới đạt được khoảng 47 triệu đồng thu nhập trên một người. Tiếp theo một tiêu chí khó khăn nữa là tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Thì báo cáo với đồng chí là cũng là một cái vùng trọng điểm về rau nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên thì các sản phẩm nông nghiệp của xã thì cũng nhiều sản phẩm là chưa thành tạo được cái chuỗi giá trị gắn với cái chất lượng sản phẩm cao, như kiểu là sản phẩm OCOP thì cũng còn đang còn thiếu. Và một tiêu chí mà tôi nghĩ là cũng rất khó khăn chung của các xã đó là tiêu chí số 17 về tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, hiện nay xã Pom Lót vẫn còn nhiều chỉ tiêu tại một số tiêu chí chưa đạt, trong đó phải nói đến tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất, nhà văn hóa,
Hiện tại xã vẫn còn 2 trên 14 thôn bản chưa có nhà văn hóa cộng đồng. Điển hình như tại thôn 6, hiện tại thôn vẫn chưa bố trí được quỹ đất làm nhà văn hóa do giá đất cao. Cùng với đó, thu nhập của người dân trong thôn chủ yếu dựa vào làm nông nghiệp. Do vậy, để huy động người dân đóng góp làm nhà văn hóa gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, từ nhiều năm nay, hơn 160 hộ dân tại thôn vẫn phải sinh hoạt tạm tại nhà trưởng thôn. Mà cái hiện trạng của thôn hiện nay là đất quỹ làm nhà cộng đồng là chưa có, vì khó khăn là cái khu trung tâm là đất giá cả là rất là đắt, 700-800 triệu một suất. Mà bây giờ đấy là tiền đất, và thứ hai là cái tiền xây nhà nữa thì nó chi phí nó khoảng hết hơn 1 tỷ. Và mong muốn người dân là cũng các cấp các ngành là tiếp tục là quan tâm, có cái cơ chế mở để cho hỗ trợ cho nhân dân trong thôn. Xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là lộ trình tiếp theo của quá trình xây dựng nông thôn mới của xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Song một thực tế hiện nay, việc thực hiện mục tiêu trên tại xã Pomlot đang gặp phải nhiều khó khăn thách thức. Do vậy, để tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ngoài sự ủng hộ của người dân và sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương, thì rất cần có sự quan tâm hỗ trợ nguồn vốn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn để xã Pomlot sớm về đích nông thôn mới nâng cao. Trong khuôn khổ chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, ngày 6 tháng 7, huyện đoàn Điện Biên Đông đã huy động trên 100 đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ xã Nong U xây dựng bản du lịch cộng đồng với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Hơn 100 đoàn viên thanh niên đến từ các chi đoàn và đoàn trực thuộc đã tham gia trồng gần 150 gốc cây đào rừng dọc các tuyến đường nội bản, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan và sân chơi cho thanh thiếu nhi tại hai bản Tìa Ló, A, B, xã Nong U. Đây là hai bản được Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông lựa chọn là mô hình điểm về du lịch cộng đồng và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, huyện Điện Biên Đông đã huy động xã hội hóa và nguồn ngân sách nhà nước khoảng 500 triệu đồng để triển khai thực hiện mô hình này trong năm 2023. Huyện đoàn Điện Biên Đông đã thành lập đội hình tình nguyện tham gia trồng cây mắc ca tại xã Na Son và chỉ đạo các đoàn xã thị trấn thành lập đội thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương trong huyện. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.